Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Sau đây tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn, chất lượng, đẳng cấp và mới diễn ra vào buổi tối ngày 13 tháng 7 vừa qua. Đây chính là ván cờ được trích ra trong khuôn khổ của giải thi đấu đồng đội giao lưu kỳ nghệ Lam Bắc Tranh Hùng do Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức. Như các bạn đã biết, giải thi đấu đồng đội giao lưu kỳ nghệ Lam Bắc Tranh Hùng là một giải đấu rất hay diễn ra theo hình thức online, chia làm hai đội. Đội tuyển phía Bắc là tập hợp quân đoàn với sự góp mặt của ba hảo thủ nổi tiếng, đó là đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo, kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân và kiện tướng quốc gia Hà Văn Tiến. Còn đội tuyển phía Nam đó là tập hợp những cao thủ lừng lẫy tiếng tăm, bao gồm đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh, quốc tế đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang và quốc tế đại sư Uông Dương Bắc. Hai đội tuyển sẽ phải tranh hùng kỳ nghệ với nhau theo hình thức đồng đội, thi đấu vòng tròn trong 3 lượt đấu. Quy định là mỗi kỳ thủ của đội này sẽ lần lượt phải gặp mỗi kỳ thủ của đội kia, và trong từng cặp đấu thì hai kỳ thủ sẽ phải đối kháng với nhau trong hai ván đấu phân tiên có thời gian 15 phút tích lũy 10 giây. Kết thúc 3 lượt đấu, ban tổ chức sẽ tính tổng điểm số của 18 ván cờ để phân định thứ hạng giữa đôi bên. Ván cờ mà các bạn sắp sửa theo dõi sau đây chính là ván đấu cuối cùng của giải đấu, đó chính là ván cờ thứ 18. Kết thúc 17 ván cờ đầu tiên thì đội tuyển phía Bắc đang tạm thời dẫn trước đội tuyển phía Nam với một điểm số sát sao là 98. Vì vậy, đây là ván đấu có tính chất quyết định. Ván cờ sẽ khẳng định đội nào sẽ là đội giành thắng lợi trong trận chiến Lam Bắc Tranh Hùng. Đại diện đi tiên cho đội tuyển phía Bắc trong ván cờ này đó chính là kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân, cao thủ sinh năm 1980, người Hà Nội, và hiện nay anh đang khoác áo thi đấu dưới màu áo của đội tuyển cờ tướng tỉnh Quảng Ninh. Đối đầu với danh thủ Nguyễn Anh Quân đó chính là cao thủ số 1 Việt Nam đương thời, không phải ai khác, đó là Lam Phương công tử Lại Lý Huynh, cao thủ sinh năm 1990, là chủ lực của quân đoàn cờ tướng tỉnh Bình Dương và hiện nay cũng đang là đương kim vô địch cờ tướng Việt Nam. Chính vì tính chất rất là quyết định và then chốt của ván cờ thứ 18 này, cho nên nó đã thu hút được mọi sự yêu mến, quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ khắp nơi. Đội tuyển phía Bắc đang rất trông chờ vào kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân để có thể tỏa sáng, ít nhất là không thua trước Lại Lý Huynh trong ván đấu này, để có thể giúp cho đội tuyển phía Bắc sẽ thắng chung cuộc. Còn tất cả những kỳ thủ của đội tuyển phía Nam thì lại rất là hy vọng danh thủ Lại Huynh sẽ thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của mình trong ván cờ cầm quân đen đi hậu để đánh bại được Nguyễn Anh Quân, và qua đó hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số 9 đều. Diễn biến của ván cờ đã cho thấy được một sự quyết liệt, căng thẳng, hấp dẫn và kịch tính của cuộc chơi. Danh thủ Nguyễn Anh Quân đã vào trận một cách khá là chậm chắc, tiến quân một cách từ từ và cẩn thận, tránh đi vào những đường đánh xô xát, và khả năng xử lý khai cuộc rất là tốt và xuất sắc của Lại Lý Huynh. Bên đỏ đã triển khai một thế trận rất là nội công và tán thủ, đó là đòn đánh khởi mã cuộc. Bên đỏ mã 8 tấn 7, bên đen binh 3 tấn 1, bên đỏ pháo 8 bình 9, bên đen mã 2 tấn 3, bên đỏ xe 9 bình 8, bên đen xe 1 bình 2, bên đỏ xe 8 tấn 4. Như vậy, trong thực chiến ở ván đấu cuối cùng này, với một tâm lý khá là thoải mái và tự tin, danh thủ Nguyễn Anh Quân của đội tuyển phía Bắc chỉ cần đi tiên không thua trước danh thủ Lại Lý Huynh là đội tuyển phía Bắc sẽ giành thắng lợi chung cuộc trước đội tuyển phía Nam. Và với lợi thế đi tiên đó, bên đỏ đã đi theo một lối đánh rất là nội công, đó là thủ pháp khởi mã ta bộ hồ lại tiến nước cờ xe 8 tấn 4. Nước cờ xe 8 tấn 4 tiến xe lên tuần hà là một nước cờ trông chừng, chờ thời rất là cẩn thận của Nguyễn Anh Quân. Đây là thủ pháp tránh xa lầy vào những cái đường đánh rất là xô xát và mãnh liệt của bên đi hậu. Trong giai đoạn năm 2020 vừa qua thì hệ thống khởi mã ta bộ hồ đã có rất nhiều những biến chuyển và sáng tạo riêng. Trong đó thì cái lực cờ xe 8 tấn 4 là một đường đánh thuộc về trường phái cổ điển, được các kỳ thủ đã áp dụng cách đây rất nhiều năm. Tuy nhiên hiện nay thì cái lối đánh này lại không được sử dụng nhiều. Nếu như thay bằng lực cờ xe 8 tấn 4 thì một số các cao thủ nổi tiếng hiện nay như là Phương Thiên Nhất hay là Lại Lý Huynh, rồi cả những kỳ thủ như là Trịnh Duy Đồng, Uông Dương đều thích sử dụng một lối đánh mang tính chất hiện đại hơn, đó là thủ pháp mở binh 3 tấn 1, dẫn dụ đối phương song pháo quá hà. Khi đó thì bên đỏ sẽ tung ra những cái tân chiêu, những cái ngọn đòn phi đao cực kỳ sắc sảo để có thể giành tiên thủ trong một cuộc chiến hết sức là giằng co và phức tạp. Đây là những bối cảnh thực tế đã diễn ra tại làng cờ Trung Quốc trong mùa giải trước. Trở lại với cả diễn biến của ván cờ thứ 18 trong cuộc chiến Lam Bắc Tranh Hùng thì danh thủ Nguyễn Anh Quân do tâm lý là chỉ cần không thua là đã thắng. Vì vậy
anh đã đi lướt cờ xe 8 tấn 4 tiến xe tuần hà là một thủ pháp rất dễ hiểu. Đến đây thì đến lượt bên Nandy. Lúc này thì danh thủ Lại Huynh đã phải áp dụng một lối chơi rất bài bản, đó là thủ pháp pháo 2 bình 1 phân pháo biên để mời đấu xe, hóa giải cái áp lực từ từ của bên đỏ. Lúc này thì bên đỏ đã lập tức đấu xe ngay, xe 8 tấn 5, bên đen mã 3 thoái 2, bên đỏ bình 3 tấn 1, bên đen pháo 8 bình 3. Như vậy là đối đầu với một trong những kiện tướng quốc gia nổi tiếng của làng cờ miền Bắc và lại trong tình thế đi hậu buộc phải thắng, danh thủ Lại Lý Huynh của đội tuyển phía Nam đã phải sử dụng một đòn đánh khá là quái chiêu và mang đậm nét giang hồ, đó là thủ pháp kim câu. Lướt cờ tiếp theo bên đen đã xuất chiêu, đó là pháo 8 bình 3, là một lướt cờ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của bên đỏ. Thông thường ở đây bên đen thường sẽ đi theo một lối đánh rất là chính thường và cẩn thận, đó là thủ pháp mã 2 tấn 3, để sau này bên đen có thể hình thành lên thế phi pháo rồi nhảy bình phong mã. Lối đánh này là lối đánh sẽ dẫn đến một cuộc chiến rất là đường trường giữa đôi bên. Hình đồ này là hình đồ cả hai bên đều có cơ hội như nhau. Nhìn chung thì do tính chất của ván cờ quyết định, cho nên danh thủ Lam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đã có cái nhìn khá là sắc sảo và chuẩn xác về cục diện. Anh không muốn chọn lối đánh tiến chậm, tiến chắc, mà muốn chơi những chiêu thức thực sự là ảo diệu để gây bất ngờ dành cho Nguyễn Anh Quân. Vì vậy là danh thủ số 1 của Việt Nam đã đi lớp cờ kim câu pháo, đó là pháo 8 bình 3, thay vì thủ pháp mã 2 tấn 3 như thông lệ. Lướt cờ này có đặc điểm đó là di chuyển con pháo ở cánh trái tập kết sang cánh phải để chuẩn bị đi lướt cờ binh 3 tấn 1 qua sông rất là mạnh mẽ, phản công vào lộ 7 của bên đỏ. Lúc này đây, bên đỏ chắc chắn đã nhìn thấy cái nguy hiểm của việc đe dọa rình rập lướt cờ pháo 8 bình 3. Tuy nhiên, danh thủ Nguyễn Anh Quân đã khiến cho người xem hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng khi bên đỏ đã không thủ trước đường cờ binh 3 của đối phương, mà lại quyết định là lắp ngược pháo đầu vào để tấn công vào trung lộ mỏng yếu của đối phương. Lướt cờ tiếp theo bên đỏ đi lướt cờ pháo 2 bình 5 đang dọa bắt tốt đầu. Bên đen buộc phải mã 8 tấn 7 giữ tốt đầu. Bên đỏ mã 2 tấn 3 chấp nhận cho đối phương sang sông con binh 3. Đây thực sự là những lướt cờ khai cuộc khá là kỳ lạ của danh thủ Nguyễn Anh Quân. Lướt cờ đóng pháo đầu là một thủ pháp trái với logic thường thấy trong cái bối cảnh này. Đặc biệt danh thủ Nguyễn Anh Quân trong ván cờ quyết định chỉ cần hòa là đã giành được thắng lợi. Sau khi bên đỏ đóng pháo bắt đầu đã tạo điều kiện cho bên đen có thể xung kích bằng lướt cờ binh 3 tấn 1, và danh thủ Lại Huynh đã không bỏ lỡ thời cơ lập tức khiêu chiến ngay bằng thủ pháp binh 3 tấn 1 qua sông đang dọa đánh phá dữ dội vào cánh trái khá mỏng của bên đỏ. Vậy thì bên đỏ sẽ đối phó như thế nào? Lúc này thì bên đỏ đã chuyển trận hình từ hệ thống khởi mã tam hổ đã biến thành ngũ cửu pháo. Bên đỏ lập tức quyết định bôi công ngay bằng lướt cờ xe 1 tấn 1 hoành xe để chuẩn bị bình qua lộ 8 bắt mã cướp tiên. Bên đen binh 3 tấn 1 tiếp tục dội thẳng tốt để đe dọa bắt mã và tranh chiến vào lộ 7 của đối phương. Đến đây thì bên đỏ buộc lòng phải rút lui nhẫn nhịn bằng lướt cờ mã 7 thoái 9 về để giữ đường biên. Và bên đen đã lập tức triển khai ngay đội hình để có thể phòng thủ phản công bằng lướt cờ lưng hoành xe kịp thời. Bên đen xe 9 tấn 1 dọa những lướt cờ chuẩn bị chuyển qua để tập kích vào cánh trái của đối phương. Như vậy là mặt trận gay gắt nhất của cuộc chiến ở ván cờ thứ 18 này chính là cánh trái của bên đỏ, khi mà hai bên đang cả công cả thủ, đang dồn toàn bộ hỏa lực của mình về phía đó. Bên đen thì lợi dụng khai cuộc của mình đã có thể có lướt cờ binh 3 qua sông rất là nhanh nhẹn để áp chế. Còn bây giờ bên đỏ sẽ đối phó như thế nào với tình huống khá là cấp thiết này? Trước tiên, danh thủ Nguyễn Anh Quân đã quyết định là đi lướt cờ rất quan trọng, đó là thủ pháp xe 1 bình 8 cấp lộ ngay. Nếu để chậm nhịp để cho Lại Huynh đi lướt cờ xe 9 bình 2 thì có lẽ là bên đỏ sẽ rất là khó đỡ, khi bên đen sẽ dồn hỏa lực hình thành lên thế ngũ tử đồng biên, xe mã 2 pháo 1 tốt qua sông rõ ràng là sẽ chiếm ưu hơn so với Nguyễn Anh Quân. Nguyễn Anh Quân đi lướt cờ này là có thể cắt đứt một đường xe của đối phương và đồng thời đang đe dọa bắt mã tranh tiên. Lúc này thì Lại Huynh đang buộc lòng đâm lao phải theo lao, không còn sự lựa chọn nào hơn là phải tung mã, tung pháo để có thể tiêu diệt con tượng đáy của đối phương, mở màn một cuộc đột kích. Bên đen quyết định đi lướt cờ pháo 3 tấn 7 bật xuống tượng chiếu tướng, buộc đối phương phải sĩ 6 tấn 5, sau đó là thủ pháp pháo 1 tấn 4 vật tiếp đường biên đe dọa để có thể nhằm vào vị trí tấn công sơ hở cánh bên của đối phương. Lướt cờ này cũng là một lướt cờ khá hay dành cho danh thủ cầm quân đen. Đến đây thì đến lượt bên đỏ đi. Lúc này thì bên đỏ đang có thế bắt mã và đồng thời cũng bị đối phương nhòm ngó lại mã đường biên của bên mình.
Vậy thì danh thủ Nguyễn Anh Quân sẽ xử lý như thế nào? Và sau một hồi suy tính thì danh thủ của đội tuyển phía Bắc đã đi một nước cờ khá tốt, đó là thủ Pháp pháo 9 tấn 4 vật pháo đường biên để có thể giải thoát, có khả năng để bắt mã của đối phương, đồng thời cũng đang bắt ngược lại mã tranh tiền của bên đối thủ. Lức cờ vật pháo lên là một lức cờ khá hài hòa, vừa có thể lợi thủ lại lợi công, vừa bắt mã sau này cũng có thể có đường bay pháo tiếp theo như là pháo 9 bình 3 ăn tốt đè mã bắt ngược lại con tượng cánh trái của bên đen. Nhìn chung lức cờ đối phó pháo 9 tấn 4 của bên đỏ là một lức cờ khá là ổn thỏa trong tình huống này. Nếu như bên đỏ mà tính toán sai lầm, ví dụ đi lức cờ xe 8 tấn 8 để có thể ăn mã của đối phương, thì tất nhiên sẽ ép cho bên đen phải đi lức cờ pháo 1 tấn 2 ăn lại mã và hình thành lên một thế công song pháo cực mạnh ở cánh trái. Hình đồ này là hình đồ trong việc đối kháng xô sát bên đỏ không có lợi, bởi vì diễn biến tiếp theo bên đen người ta sẽ có những đường chuyển xe cực kỳ là hợp lý. Và về sau kể cả bên đỏ có thế pháo chống, nhưng bối cảnh này là bên đỏ rời rạc quân lực, khó tạo thành sự liên kết chặt chẽ. Còn bên đen lại có lợi thế là dồn quân một cánh và lại có tốt qua sông trợ lực. Vì vậy hình đồ này là hình đồ có lợi dành cho Lại Đình Huynh. Chính vì lẽ như vậy cho nên danh thủ của đội tuyển phía Bắc là Nguyễn Anh Quân đã không đi lức cờ ăn xe xuống mã để đổi quân, mà đi lức cờ pháo 9 tấn 4 cởi ngoài lổ là một lức cờ khá cao. Và sau lức cờ này thì buộc lòng bên đen phải nhảy mã 2 tấn 3 để chạy mã đồng thời bắt lại pháo. Và bên đỏ đã tức tốc đi lức cờ xe 8 tấn 6 vừa có thể kiềm chế con mã của đối phương, vừa đang dọa lức cờ mã 9 thoái 7 gót về để tiễu trừ con pháo cực kỳ lợi hại đã xâm nhập của bên Lại Huynh. Đến đây thì bên đen cũng không còn sự lựa chọn nào hơn là phải phế mã để lấy đường công đi lức cờ pháo 3 bình 1. Và bên đỏ chấp nhận là đôi công với đối phương bằng thủ pháp xe 8 bình 7 ăn mã. Bên đen xe 9 bình 2 dọa lức cờ liên thủ, đó là đơn xe một tốt hai pháo trợ công, chấp nhận bỏ luôn con mã thủ lộ 7. Tất nhiên đối với các cao thủ thì người ta sẽ chú trọng về hình thế hơn so với cả quân lực. Bối cảnh này bên đỏ sẽ không thể tự tiện xe 7 bình 3 quét mã được vì sẽ bị đối phương tấn công chớp nhoáng và cực kỳ là nguy hại ở cánh bên. Do đó danh thủ Nguyễn Anh Quân của đội tuyển phía Bắc đã ưu tiên cho mặt trận là phòng thủ rất hài hòa giữa nhịp độ tấn công và kết cấu phòng thủ, cho nên bên đỏ đã đi lướt cờ xe 7 thoái 4 gót về tốt tiễu trừ địa hồ họa qua sông của đối thủ. Như vậy là sau phần khai cuộc thì hai kỳ thủ đã bắt đầu đua đòn để có thể đối sát với nhau. Đây là loại hình trở lên rất là gay gắt và quyết liệt ở phần chung cuộc. Danh thủ Nguyễn Anh Quân cũng đã có được sự đáng khen và nỗ lực nhất định khi mà chấp nhận bỏ tượng để tạo ra một hình thế khá hỗn độn ở cánh bên. Đến đây thì bên đen buộc lòng phải tấn công rồi. Danh thủ Lại Huynh quyết định đâm xe chiếu. Xe 2 tấn 8 chiếu tướng buộc đối phương phải sĩ 5 thoái 6. Sau đó là lướt cờ giật xe về chiếu tướng để bắt lại pháo. Đến đây thì bên đỏ lập tức mã 9 thoái 7, thoái mã về để che quân. Nhưng thực ra lức cờ này là một lức cờ theo quán tính, theo một cái bạch tính thông thường và là một lức cờ chưa được chỉnh chu cẩn thận của Nguyễn Anh Quân. Có thể coi đây là một lức cờ sai lầm đầu tiên trong trận đấu rất quen, rất là then chốt quyết định ở ván cờ thứ 18 này giữa hai đội tuyển phía Bắc và phía Nam. Lẽ ra trong tình huống này, danh thủ Nguyễn Anh Quân lên cẩn thận chu đáo và tính toán một cách tỉ mỉ tinh tế hơn, không lên đi lức cờ mã 9 thoái 7 tự mua dây trói mình, mà anh ta lên đi lức cờ đó là sĩ 6 tấn 5. Vì lúc đó kể cả bên đen có đi lức cờ xe 2 bình 1 ăn pháo thì bên đỏ sẽ có lức cờ đó là mã 9 tấn 7 nhảy lên để bắt lại pháo của đối phương, buộc đối phương phải rút lui, thì bên đỏ sẽ có lức cờ phòng thủ cực tốt đó là xe 7 bình 9 bắt lại con pháo đường biên. Hình đồ này là hình đồ hai bên bằng quân bằng thế. Bên đỏ mặc dù tổn thất một tượng nhưng hình thế hai mã cực lộng. Và nói chung đây là bối cảnh mà bên đen xe pháo trùng chân lên nhau cũng rất khó thi triển cái khả năng tấn công tiếp theo. Như vậy là danh thủ Nguyễn Anh Quân đã bỏ lỡ một thời cơ phải nói rất quý báu để có thể vây hãm trận địa của đối phương. Và do lức cờ khá là yếu mềm ở lức cờ thứ 18 mã 9 thoái 7 làm cho bên Lại Lưu Huynh như mở cờ trong bụng đã lập tức triển khai lối đánh theo ý định của mình. Xe 2 bình 1 ăn pháo và cứu pháo luôn ở đường biên, buộc lòng bên đỏ phải mở một đường tấn công mới. Mã 3 tấn 4 phi lên để chuẩn bị đánh vào trung lộ của đối thủ. Đến đây thì bên đen quyết định là phòng thủ cách an toàn, tượng 7 tấn 5. Bên đỏ mã 4 tấn 5, bên đen mã 7 tấn 5, bên đỏ pháo 5 tấn 4, bên đen xe 1 bình 5, bên đỏ xe 9 bình 7.
Như vậy là sau một hồi tranh chiến liên tục, hai danh thủ đã đổi quân liên tiếp và tạo ra một hình thế cờ tàn. Mỗi bên đều chỉ còn hai quân chủ lực, bên đỏ là xe mã gãy tượng ba tốt đối đầu với xe pháo biển chính tượng hai binh của Lại Huynh. Nhưng do hình thế như phân tích là con mã đã tự mua dây buộc mình, mã đã về đường biên bị trói cứng, cho nên hình đồ này là hình đồ có lợi về phần cờ tàn dành cho Lại Huynh. Mặc dù là ưu thế nhưng để giành được một chiến thắng thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, một bài toán rất nan giải dành cho Lại Huynh. Từ thời điểm này trở đi thì khán giả sẽ được theo dõi và thưởng thức tài nghệ cờ tàn rất là xuất sắc của kỳ thủ số 1 Việt Nam đương thời. Bây giờ thì chúng ta hãy xem là Nguyễn Anh Quân trong tình thế khó khăn sẽ cố gắng đỡ hòa như thế nào, còn Lại Huynh sẽ phải nỗ lực ra sao để có thể ghi điểm và giúp cho đội tuyển phía Nam cân bằng tỷ số với đội tuyển phía Bắc. Đến đây thì hai bên bắt đầu dập dìu qua lại, pháo 1 bình 2, hai bên bắt qua bắt lại, nhưng do không được bắt quân liên tục cho nên danh thủ Nguyễn Anh Quân phải đổi biến tượng 3 tấn 5. Bên đen sĩ 6 tấn 5, bên đỏ sĩ 4 tấn 5, bên đen binh 9 tấn 1. Như vậy là bắt đầu triển khai cờ tàn, bên đen cũng đã bổ sĩ để chuẩn bị chỉnh hình, còn bên đỏ thì cũng rất cẩn thận lên sĩ trước với ý định là có thể đuổi được con pháo đường biên rất là khó chịu, phong tỏa đường mã của mình. Danh thủ Lại Huynh đã đi lướt cờ binh 9 tấn 1 là một lướt cờ khá cao trong bối cảnh này. Lướt cờ này là lướt cờ để làm khó đối phương mà làm mất đi cái nhịp đấm tốt khống chế đường biên của bên Nguyễn Anh Quân. Nguyễn Anh Quân lúc này đang thực sự gặp rất nhiều trắc trở trong bối cảnh phòng thủ. Mặc dù nhìn sơ qua thì rất là dễ đỡ nhưng mà thực chiến thì lại rất là khó chịu, bởi vì hở một ly là đi một dặm khi mà đối phương sẽ khai thác đánh phá vào vị trí con tượng gãy của bên đỏ. Bên đỏ cố gắng lấy giờ bằng những lướt cờ bắt qua bắt lại. Sau đó bên đỏ cố gắng tiếp tục là đứng tấn để chờ thời. Bên đen tượng 5 tấn 3, lại một nhịp di chuyển tượng nữa rất là cao thâm của Lại Huynh. Lướt cờ này về sau có tác dụng bảo vệ được hàng tốt ở trên hà của bên đen, và đồng thời sau này có thể mở mặt để đánh thẳng vào trung lộ của đối phương. Bên đỏ lại khó đi, lại tiếp tục diễn qua diễn lại cái đòn bắt quân để lấy giờ, và sau đó bình xe bắt tượng. Bên đen xe 5 tấn 1. Và các bạn thấy rằng là Lại Huynh đang cố gắng chỉnh hình để tìm những khe hở của đối phương. Với kể cả lướt cờ ở hiệp thứ 38, đó là xuất tướng Tân Trinh, tướng 5 bình 6 cũng nằm trong kế hoạch dự trù trước, chờ cơ hội chín muồi để phát động tấn công. Đó là những lướt đi rất là thượng thặng, thể hiện một tầm nhìn rất là sâu xa và sắc bén của các danh thủ nổi tiếng hàng đầu. Còn những người chơi mà ở trình độ yếu thì thường sẽ đi những lướt cờ cố gắng tấn công ngay. Còn đối với các cao thủ, họ sẽ phải chỉnh hình trong bối cảnh này, điều sĩ điều tượng vào những vị trí có lợi, kể cả ra tướng để lấy mặt tướng trợ công. Và sau lướt cờ xuất tướng này thì bên đỏ bắt đầu cảm giác bắt đầu nghẹt thở hơn rất nhiều. Danh thủ lại cầm quân đỏ cũng hết đường để có thể phản đòn, cố gắng để hóa giải vòng vây. Tuy nhiên bên đen đã tấn công không ngừng bằng lướt cờ tốt 7 tấn 1, dọa đấu tốt nhưng thực ra đang muốn tranh tiền ăn tượng luôn của đối phương. Lướt cờ này là lướt cờ lối tiếp cho những cái thủ pháp xuất tướng trước đó của bên đen. Đến đây thì bên đỏ bắt đầu cố gắng để hóa giải dần vòng vây. Lại là một chiêu binh 5 tấn 1 phế tốt để mở đường ăn tốt của đối phương. Nếu bên đen xe 5 tấn 1 ăn tốt thì bên đỏ cũng sẽ kịp thời binh 3 tấn 1 qua sông ăn lại tốt ngay. Và giờ Lại Huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Lại Huynh bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng danh thủ số 1 của đội tuyển phía Nam đã quyết định là thẳng đường ăn tốt. Xe 5 tấn 1, đối phương binh 3 tấn 1 ăn tốt, bên đen lợi dụng thời cơ xe 5 bình 7 bắt đôi. Đến đây thì bên đỏ buộc lòng phải chiếu tướng để có thể không cho đối phương lợi dụng mặt tướng. Bên đỏ xe 8 bình 4, bên đen tướng 6 bình 5, bên đỏ tốt 3 bình 2 bắt lại tốt đường biên của đối phương. Chỉ cần ăn được con tốt này thì bên đỏ sẽ có cơ hội để đỡ hòa trong ván đấu bị cô con mã ở tuyến đáy. Thế nhưng việc rời con tốt sang lộ 2 thì lại bộc lộ vị trí đường tượng. Bên đen đã không để lỡ thời cơ, lập tức xe 7 tấn 4 chém chiếu, sau đó lại rút về để bảo vệ tuyến hà của bên mình. Bên đỏ tiếp tục lắc xe bắt pháo, hai bên đang dập dìu qua lại. Nhưng bối cảnh này do con pháo vô căn cho nên bên đỏ không thể chóc mãi được. Và hình đồ này là hình đồ mà bên đen chỉ cần di chuyển con pháo tụt về phía sau, hình thành lên thế cơ tàn pháo hoàn là bên đen hoàn toàn có thể có thế thắng. Bởi vì bên đen bây giờ không cần phải trông cậy vào tốt nữa, do ăn được cặp tượng của đối phương, bên đỏ hoàn toàn bộc lộ hết sơ hở ở khả năng phòng thủ, bởi vì mã ở tuyến đáy quá thấp bị không thể leo lên, cho nên đây là bối cảnh cực kỳ có lợi dành cho Lại Huynh. Và giờ chúng ta hãy xem công phu điều sĩ tượng sử dụng mặt tướng của Lại Huynh sẽ như thế nào. Đầu tiên là thủ pháp sĩ 5 tấn 6 để chuẩn bị chuyển pháo vào trung lộ.
Bên đỏ không cho bên đen thực hiện ý đồ đó, lập tức đâm xe xuống cửu để giữ pháo. Bên đen lại đâm xuống đáy. Và do tình huống là bên đen, bên đỏ không thể bắt mãi con pháo, cho nên kiểu gì thì con pháo của Lại Huynh cũng sẽ chui được về vị trí có lợi. Và quả thực sau khi ở hiệp thứ 60 tận dụng cơ hội đối phương xe 8 tấn 6 thì bên đen đã quyết định ăn xe qua tốt để dọa lức chiếu cục, buộc đối phương phải đóng xe chiếu lại. Và bên đen chỉ chờ như vậy lập tức chuyển nhịp pháo cực cao, đó là pháo 1 bình 5, vừa có thể đệm được lức chiếu của đối phương và vừa đang dọa lức sát xe 9 tấn 4. Đến đây thì buộc lòng bên đỏ không có tượng bảo vệ nữa, chỉ có thể đi lức cờ duy nhất, đó là tướng 5 bình 4. Thì bên Lại Huynh đã dập dìu sau một vài nhịp chiếu để lấy giờ, là ăn về tốt, dọa những lức cờ liên thủ tiếp theo. Đến đây thì bên đỏ đã toàn quân lâm nguy đến nơi, do mã ở vị trí quá xấu không thể cứu được trận hình. Bên đỏ chỉ cố gắng gắng gượng đến cùng, bốc mã lên với hy vọng là có thể qua sông kịp thời. Nhưng Lại Huynh đã cho thấy được căn cơ cờ tàn rất tốt của mình bằng những cái thủ pháp lão luyện. Xe 9 bình 6 chiếu tướng, ép cho đối phương phải vào tướng. Sau đó là thủ pháp xuất tướng để trợ công, dọa những lức cờ dập dìu pháo về sĩ là tạo thành sát công ở mặt bên. Bên đỏ cố gắng cứu trận, xe 5 thoái 2. Bên đen pháo 5 thoái 1. Bên đỏ xe 5 thoái 1. Bên đen tượng 3 tấn 1 để chỉnh hình. Sau khi chỉnh hình xong thì bên đen bắt đầu tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, về sĩ bắt xe. Đến đây thì bên đỏ đã lâm nguy rồi, nếu chạy xe sẽ bị lức cờ đâm xe xuống đáy là cục ngay, buộc lòng phải nhảy mã lên để có thể bảo vệ xe. Và chỉ cần lức cờ cuối cùng ở hiệp thứ 70, đó là sĩ 5 tấn 4 đã định lấy Giang Sơn. Như vậy đây là hình đồ chết chóc dành cho bên đỏ, một lức cờ bắt xe cực cao của danh thủ Lại Huynh. Nếu chạy xe theo hướng ngang sẽ bị lức cờ đó là đâm xe xuống đáy là cục ngay, mã thì cũng không thoát được, nếu mã đi cũng bị dính đòn tương tự. Còn nếu như đi lức cờ đó là bình xe này thì sẽ chết không một xe của bên đối phương. Đấy, còn nếu như mà không bình xe qua mà hồi mã chẳng hạn, đấy hồi mã thì cũng sẽ bị dính đòn như này, và con tướng ăn vào thì sĩ cũng không ăn được lên. Như vậy các bạn thấy rằng sau lức cờ dương sĩ trước ở hiệp thứ 70, sĩ 5 tấn 4 thì hai kỳ thủ đã kết thúc cuộc chơi, và danh thủ Nguyễn Anh Quân đã phải ngậm ngùi xin thua. Và danh thủ Lại Lê Huynh đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh số 1 Việt Nam bằng một ván hậu thủ phải nói là rất xuất sắc. Trong tình thế rất khó khăn, đi hậu buộc phải thắng, đã thể hiện được công phu điều quân rất xuất sắc ở phần trung tàn, và đặc biệt ở giai đoạn cờ tàn, xe pháo đã bình định được thiên hạ. Như vậy là trận thi đấu cuối cùng, ván thứ 18 của giải thi đấu đồng đội giao lưu Nam Bắc tranh hùng đến đây là kết thúc, với phần thắng thuộc về Lại Huynh. Và sau ván cờ này thì Lại Huynh đã giúp cho đội tuyển phía Nam cân bằng tỷ số 9 đều với đội tuyển phía Bắc, và khép lại một giải thi đấu giao lưu đồng đội vô cùng hấp dẫn, kịch tính, đáng nhớ và mãn nhãn người xem. Xin cảm ơn sự yêu mến, quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video tiếp theo. Và sau đây tôi xin được diễn biến lại biên bản của ván đấu giữa Nguyễn Anh Quân và Lại Huynh vào ngày 13 tháng 7 vừa qua trong giải thi đấu Nam Bắc tranh hùng. Trong ván cờ này, danh thủ cầm quân đỏ đó là kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân của đội tuyển phía Bắc, còn kỳ thủ cầm quân đen đi hậu đó là danh tướng Lại Lý Huynh của đội tuyển phía Nam. Trận đấu bắt đầu như sau.